Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Nhân TV ra vườn chia sẻ một các bạn một cái tư duy cái bưởi già, cái bưởi già mà nó đã bị cỗi, nó bị kém, và sau khi mình đã xử lý các loại phân bón tốt, xử lý các loại thuốc tốt rồi nhưng mà hiệu quả kinh tế của nó không cao, thì cách xử lý nó thế nào thì Đức Nhân TV chia sẻ của mình cũng như kinh nghiệm của một số anh em làm vườn trong khu vực xã mình, là nơi mà làm vườn rất giỏi. Nhiều các bác làm kinh tế rất giỏi và rất nhiều kinh nghiệm về trồng cây ăn trái. Rồi mình gặp chỗ như bạn mình Quang cũng làm rất giỏi, cũng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm hay, cũng như chỗ bác một bác ở xã mình Bắc Tân nữa, bác cũng chia sẻ cũng rất là hay. Thì mình cũng qua đây mình cũng lấy kiến thức của mình cũng như kiến thức của các bác ở trong xã, trao đổi số các bác làm vườn và dọc kinh nghiệm, thì chia sẻ các bạn là sau khi các cây bưởi già nó do khai thác lâu năm, nó có nhiều nguyên nhân các bạn nhé. Thứ nhất là nguyên nhân là có thể những cái vườn mà các bác làm rất tốt, quả sai hàng năm, năm nào cũng sai và nuôi trái nhiều, nó không có được năm nào nghỉ, không có bị mất mùa thì nó sẽ không bật được lộc lên. Thì các cái cành mà mình nuôi quả này nó sẽ cỗi và nó không bật được lộc, không bật lộc khi mình chăm sóc nó ngọt nữa, hoặc mình bón kali hoặc mình bón số để cho ngọt bưởi thì cái lượng mà để cho này lộc được thì rất ít. Cái giống bưởi khác thì mình không biết, nhưng bưởi diễn ấy, mà sai quả để nảy lộc lên trong năm rất là khó. Thế là chính vì vậy là mình khai thác lâu năm, năm này sang năm khác, năm nào nó cũng sai quả, nó không được nghỉ, thì cây nó sẽ bị cỗi dần, nó theo thời gian và nó gánh quả nhiều quá nó cũng kiệt cây. Thì cái lượng lộc non nó thay thế để nó ra thì nó sẽ không có, không có thì nó sẽ không có mắt ra hoa, hoặc là ít mắt ra hoa, hoặc hoa ra nhỏ nhưng mà có thể không chất lượng, thì cái tỷ lệ đậu quả ngày càng thấp. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên thứ hai là do thời tiết thiên nhiên, do mưa nhiều, sâu bệnh, nấm đất, nấm bệnh, nó tùy theo vùng miền nhé. Thí dụ các cái vùng miền núi các bạn nó cao, đồi nó cao thì cái tỷ lệ ngập nước rễ nó ít, cho nên là cái bộ rễ cái và rễ tôm nó không hỏng. Như cái vùng đồng bằng như dưới mình đây thì hầu như bà con nhà ai cũng hầu như là khi ngập nước đều phải, chỗ nào mà thoát nước tốt thì không sao, nhưng chỗ nào mà thoát nước không tốt mà không xử lý tốt thì một vài năm là nó sẽ xuống cấp, cây rất kém, vì trên nó trở quả mà dưới nó bị rễ nó bị kém thì nó cứ kiệt dần đi. Ở trong tình trạng đấy, vườn bưởi nhà mình đấy cũng thấy có như một số cây nó cũng bị kém như thế, do cái thời tiết này và do cả nguyên nhân mưa gió, nguyên nhân do mình sai quả lâu năm này, nó sẽ càng ngày cây tuổi thọ cây thì nó cũng già yếu dần này, nó cỗi dần. Thì có cách xử lý thì mình cũng chia sẻ cùng mình cũng như các bác mà mình trao đổi á, thì như bác Tân ở Thượng Mỗ rồi bác làm, thì bác bảo ngồi gặp trên đám cưới bác nói chuyện mình là bác đã xuống cành hai lần, tức là bác cắt những cái cành cao và cắt dần để cho nó trẻ hóa cây. Đấy là những cây mà nó khai thác mà nó vẫn có khả năng để làm cho trẻ hóa thì bác ấy xử lý thế thì nó cũng được như vậy. Nhưng cách thứ hai nữa là bác cũng đều phải sơ cua, bác đều rồng ở chung quanh các cái dạng rào là cây con để cho nó phát triển được bằng cổ tay chẳng hạn. Khi cây nào nó kém quá thì bác ấy thay thế ngay. Đấy là cái mà bác ấy làm rất là hay mà chúng ta cũng nên nghiên cứu, bởi vì ra được một quả bưởi ngon ấy thì nó phải có thời gian. Thứ nhất là mình chăm sóc, thứ hai thời tiết, thứ hai giống, thứ ba là giống, và thứ tư nữa là nó phải có cái thời gian. Cái bưởi nó càng già nó càng có ngon, và có thời tiết nắng này nó sẽ hanh khô, nó cũng ngọt. Đấy là cái bưởi mà như vậy. Nhưng mà cái mà chúng ta mà thay thế cây tơ ngay thì nó có thể là một vài năm đầu tiên thì nó chưa có năng suất, nó phải nuôi cây con, nhưng mà đến một cái giai đoạn mà nó ăn ok rồi, nó ăn ngon rồi thì cái lượng quả bao giờ nó cũng sai hơn là những cây mà chúng ta để già. Để già thì là nó ngọt hơn, bán có được giá hơn, nhưng cái lượng quả nó để về kinh tế thì không bằng những cái bưởi mà chung chung. Đây là mình chia sẻ các bạn. Thế là các trong vườn các bưởi già các bạn có thể vẫn có và vẫn có thể khai thác được vài chục quả một năm, nó không nhiều như 30-40 quả. Nếu bán được giá thì 40-50 quả mà bán được giá như dưới mình đây các bác cũng bán là 50.000 thì cũng được tượng một trên 1 triệu đến 2 triệu. Thì nếu như thế thì gọi là tạm ổn thôi. Nhưng nếu những cái vườn bưởi mà một số bác mà ở cái vườn chung chung, nó không phải là già cũng không phải là tơ, mà có thể trăm quả đến trăm, trên trăm quả, có khi nhà 200 quả hoặc một số giống bưởi khác mình không nói thì nó còn sai hơn nữa. Nhưng mà như thế mà các bác ở dưới này bán 30-40 nghìn, những ai mà bán được mà được ngon như thế mà cũng được, thì cái lượng tinh kinh tế nó còn cao hơn là cái bưởi bán 50.000. Tại vì 50.000 thì hầu như lượng quả ít cây mà được sai, nếu như bón nếu như mà đã già cỗi đó. Cho nên là mình chia sẻ các bạn là chúng ta phải tư duy, ví dụ như bác Tân thì bác ấy cắt giật và bác ấy cho nó trẻ hóa cây, nhưng mà những cây đấy nó có thể khai thác được cái lượng quả nhất định, nhưng nếu không kinh tế thì bác ấy đều đã có cây bưởi thay thế là bưởi chung chung, là đã ươm ở chung quanh nhà, chung quanh vườn để sẵn sàng thay thế. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình chia sẻ các bạn là như mình đây, mình cũng làm, mình cũng một số cây nào nó quá yếu mà bón chăm sóc nó vài năm rồi mà lượng quả nó không nhiều,
tất nhiên nó rất ngon bởi già, thì mình đã đào bỏ và mình trồng luôn cây mới. Đó là cái thứ nhất, mình trồng luôn cây mới, mình chiết cũng dược sơ cua hoặc mình dâm trong trong nhà mình sẽ bứng thay thế luôn. Hai nữa là mình dồn cách gốc cũ của nó khoảng tầm 50 phân ở mé phía nào mà nó không có quả mới thì mình dồn đấy, hoặc cành mới là nó yếu thì mình dồn đấy, và mình cũng dồn giật dần như thế. Thì mình sẽ cắt giật dần, mình vẫn nuôi quả cái đấy để nó có đủ cái phân bón, đủ cái thuốc trừ sâu, đủ các cái thuốc thực vật, đủ công của mình thuê chẳng hạn, nó không phải bỏ tiền túi để nó nuôi những cái cây tơ kia. Nó nuôi cây tơ kia vì lúc cây tơ trồng là nó chưa có quả, thì mình vẫn giữ cái gốc cây đấy, nó được vài chục quả thôi, nó không được nhiều, nó thể 20-30 quả thì bán ra cũng được, như bán nhà mình bán 50 thì nếu mà 20 quả cũng được 1 triệu, thì 1 triệu đấy là mình tính nó cũng dư đủ để mình nuôi cây tơ trong năm đấy, đủ thuê người sới, đủ thuốc bảo vệ thực vật, đủ phân bón để mình đỡ phải bỏ cái tiền túi ra thôi. Nhưng nếu mà mình cứ cây cây già đấy mà mình không trồng sơ cua thì nó cũng chỉ có được có tầm ý quả, thì bán có 50.000 cũng không có kinh tế. Bạn nhân như nhà mình có cây nó chỉ được cây mà nó yếu già cỗi quá, để nếu mà loại một nó chỉ được 20-30 quả thôi, bán được 50.000 cũng chỉ được 1,5 triệu, thì nó dư ra không được bao nhiêu, thì là mình phải dồn sơ cua vào. Sau đấy cây đấy là một vài năm nó kém cái là bắt đầu mình cắt bỏ mặt hoặc là mình đào bỏ luôn. Nếu mà đào bỏ nó ảnh hưởng dễ thì mình cắt bằng mặt, còn cái nào yếu là mình đào luôn. Đấy là cách mà mình xử lý, là thế cây bên cạnh, dồn bên cạnh cây đang thu hoạch. Bạn đấy là cách mà mình làm. Và cái làm đấy thì giống hệt bạn Quang của mình ở Thượng Mộ cũng làm như thế. Bạn đi dồn bưởi nó cỗi cái là bạn đều có thế giáp gốc khoảng tầm 50 phân. Cứ giật đều nó cách đều, nó khi nâng chuyển đều. Sau này nó sẽ vẫn cách 4 mét thì vẫn 4 mét mà 5 mét thì vẫn là 5 mét. Sau khi mình bỏ cây gốc thì cái cũ thì nó cái là không kinh tế là mình phá dần. Hoặc mình cắt thu tán dần lại để nó quả nó giáp thân cho cái cây già. Nó không cần tán rộng, nó chỉ vài chục quả thôi. Sau đấy là cây già đấy nó cỗi quá rồi thì bỏ khoảng tầm 4-5 năm gì đấy, cây nó phát triển đều cái là mình cắt giật để cho phát triển tán tròn của cái cây bưởi tơ kia. Thì cái bưởi tơ đấy nó vài năm chăm ngon thì nó sẽ cũng ngon được, nhưng mà nó không bằng bưởi già thôi. Nhưng mà bán giá 30-3 năm mà nó sai khoảng tầm trên 100-200 bưởi thì vẫn kinh tế hơn là chúng ta cứ nuôi cây bưởi già đấy cố kéo dài, thì nó chỉ được ngon để mình có thương hiệu thôi. À, nhưng mà cái đề về kinh tế thì không bằng được những cây bưởi mà nó chung, cây bưởi chung mà nó tầm 10 năm trở lên thì bao giờ nó cũng khỏe và nó sai quả. Còn những cây mà gần 30 năm ấy, tầm 20 năm mà nó do thời tiết rồi chăm sóc nó kém, sâu bệnh nó kém, rồi đất nó kém, các nguồn cung cấp ví dụ phân hạn nó không ok, nó cũng bị ảnh hưởng đi, thì cái cây đấy có ngon chăng nữa thì cũng không kinh tế. Đấy, mình chia sẻ các bạn nhé, chúng ta phải có những cái thay thế. Thế còn cái thứ hai mình cũng kinh nghiệm, mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn luôn, mình cũng là câu chuyện này thôi, nhưng mà hôm qua bác Kỳ ở Hà Mẫu cũng trong câu lạc bộ Ruby cũng điện cho mình chia sẻ, thì bác bảo bác hỏi ý kiến mình này, cũng mời mình sang nước nhưng mình chưa sang gì mà qua điện thoại, thì bác bảo bây giờ anh muốn đôn cây bưởi của anh lên, bưởi của anh cũng già rồi, cũng mình sang quay video của bác mấy lần rồi, thì nên đôn hay không đấy, để cho nó kia. Thì mình bảo nếu cây bưởi bác còn khỏe đấy, thì bác đôn được, nhưng cây bưởi của bác nó giống em, nó cỗi rồi, hàng xóm nhà em này đôn 3 năm lên rồi cũng không phát tán được, bởi vì khi những cây già nó đã cỗi, cái bộ rễ nó đã kém và mình trồng lại nó để phát triển ra rễ mới nó rất chậm so với những cây bưởi tơ mình bứng. Cây bưởi già bứng lên nó phát triển rất kém. Thứ hai là cái thân của nó đã cứng rồi, để đâm chồi non ra rất khó. Ở trên bên nhà cạnh nhà mình đây, giáp rào nhà mình đây, các thằng cháu nó cũng bị trúng nước giống như mình. Nó rồng nó cũng bị âm, nó bị kém rễ, nó bị hỏng. Nó đào lên, nó trồng lên nổi đất, nó đắp vụ vào 3 năm nay cũng chỉ được vài quả thôi. Ở trên này mình phải tính có tư duy tự những bài học của hàng xóm để rút ra những cái không tốt để mình làm áp dụng cho mình. Thì mình tư vấn cho bác Kỳ là bác giống em nên theo em, thì biết bạn Quang em là rồng cạnh gốc khoảng tầm 50 phân. Nếu cây nào còn thu hoạch được 20-30 quả thì ta vẫn thu để có thương hiệu. Trong quá trình nó cây tơ cái nó lớn lên thì đầu là mình lúc khi nó phát triển cái là mình cắt bỏ cái cũ đi thì nó mới kinh tế, và cây bưởi tơ nó đã ngon rồi thì lúc ý mình sẽ có năng suất cao hơn. Còn nếu chúng ta cứ duy trì giữ những cây gốc cũ đấy, ta nguyên tiếc nó, ta cứ chăm sóc nó thì cũng không hiệu quả. Thực sự là nếu về kinh tế nó không hiệu quả, bởi vì nó cái gì nó cũng có tuổi của nó, và các bạn biết đấy, nó mình đã nói nãy là nó do thời tiết này, nó do chăm sóc này, nó do sai quả này, đấy, thì nó cũng cỗi, và do cả giống nữa. Ví dụ như một số cái bưởi như thằng bạn mình Quang nói chuyện mà tôi giờ tôi chỉ xích giống bưởi tháng 10 thôi, bởi vì sai quả thì nó vẫn bật được lộc. Nhưng mà cái bưởi diễn ấy, mà sai quả nó bật lộc rất kém. Đấy là mình chia sẻ các bạn làm cách chăm sóc đấy. Cho nên thì mình cũng chia sẻ với các bạn là mình có 1-2 cây mình cũng cắt giật để cho trẻ hóa cây, nhưng bên cạnh vừa rồi các bạn ấy, là mình đã dùng thay thế giáp một số cây cho nó có phát triển. Còn cây bưởi trước mình quay cho bạn thì cắt giai đoạn nào thì từ tháng 8, tháng 9 âm lịch mà mình thấy các quả nó nhỏ quá, nó không phát triển được, mình chăm sóc mà nó không phát triển được, nó cỗi năm nào nó cũng như thế chứ không phải là năm nay, thì cái cây đấy có bán cũng không được kinh tế.
thì mình đã cắt giật sớm, bà trẻ bỏ quả cắt giật sớm để tập trung là cho nó phát lộc ra. Đấy là cách cây mà nó yếu các bạn nhé, nó suy yếu nhé. Sau đấy nó trẻ hóa được cây, mình khai thác vài năm mà nó không hiệu quả hoặc là mình giống bên cạnh thì mình bỏ nó hoặc mình thay thế, còn nó phát triển được thì mình cho nó phát triển, thì mình lại bứng cái cây tơ bên cạnh đấy, có thể chuyển vào chỗ khác hoặc là lại để nhận bạn khác, còn nếu nó không hiệu quả thì mình bỏ luôn. Đấy, mình chia sẻ thì mình cũng cắt giật mất mấy cây để trẻ hóa từ tháng 8, tháng 9 âm lịch là mình đã bẻ một quả, trẻ quả ăn rồi, nó ăn được rồi mình trẻ một quả nhỏ, nuôi quả nó sẽ không phát triển được nữa, nó héo lá, nó mo lá, đào lên rễ nó kém rồi thì là mình phải cắt giật, còn nếu kém quá là phải đào bỏ luôn, thay thế luôn. Mà khi đào thì các bạn nên nót một lượt vôi bột ở dưới cái đáy của cái hố đào đấy, vì đấy nó rất nhiều nấm, thì mình dạt một lượt vôi bột trộn dưới để cho nó diệt nấm bệnh, xong ta rồng nổi luôn chứ không rồng chìm nữa, bởi vì những cái vùng là nấm đấy thì đất bao giờ bị trũng, nên là chúng ta rồng nổi, chúng ta vun đất vào dần hoặc chúng ta bón dần vào thì cái bộ rễ nó giữ được rễ tôm, giữ được rễ cái, rễ cọc thì cái bưởi nó việc lâu dài. Chứ còn nếu mà chúng ta thế chúng lại rồng sâu xuống như cũ đất đồng bằng thì mà gấp bùng xuống nước thì nó lại dính vào cái tình trạng bưởi ra nó sẽ bị hỏng. Như vườn bưởi của nhà mình đây, mình đào ao lên, nó là một cái hố chu sâu trũng, mình đào ao lên, mình rồng bằng mặt luống, nhưng không ngờ một thời gian thì cái đất đào lấp lên thì nó mưa gió rồi đi lại nó lún dần xuống, nó lại độ trũng nó xuống ít phất vài phân, thì tự nhiên là cái bộ rễ nó chỉ được đấy, mình năm nay gần 30 năm thì nó đã bị đi xuống cấp rồi. Đấy, cho nên bây giờ mình bứng, mình rồng mới là mình đều đặt trên mặt luống xong mình vun đất vào, để cái lâu dài là mình sẽ thay thế hoặc cho mỗi cây một xe công lau đất, nó chỉ vài trăm ngàn thôi, nhưng mà cây bưởi đấy nó sẽ bảo đảm bộ rễ, mình chăm sóc nó chăm sóc dễ hơn. Chứ còn những cây bộ rễ mà kém, chúng ta bón rất nhiều thuốc, nhiều phân bón nhưng nó không hiệu quả. Mà các bạn biết đấy, mình thì làm nhà vườn thì nó cũng hiệu quả kinh tế, cho nên mình không tiếc tiền bón các loại phân bón và thử nghiệm, nhưng mà nhiều lúc bón nhiều loại phân bón cũng không giải quyết được khi bộ rễ nó đã bị hỏng, nó đã bị kém, mình có dùng thuốc cho nữa nó chỉ một phần nào rồi, nó duy trì, nó kéo dài được vài năm tuổi thọ, nhưng mà nếu hiệu quả kinh tế là không cao. Thế là mình chia sẻ cho nên những cây mà nó yếu quá là mình có hai cách. Cách mà là mình nhìn thấy nó còn trẻ hóa được thì mình cắt giật, thì khảo nghiệm nó, cắt giật vào để nó ra lộc mới. Đấy. Còn những cây nào mà nó suy yếu quá, không có tương lai, năm này năm khác nó chỉ có 20-30 quả, nó không phát triển được thì cũng phải thay thế bỏ nó luôn, chứ không có tiếc nữa. Còn nếu mà để nó thì nó có thì ngon, bưởi già nó ngọt hơn, nó bán được 10-50 nghìn như mình đây. Đấy là mình được giá, nhưng các bạn bán có 10-20 nghìn thì càng không có công, vì một cây mà đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật rồi thuê người mọi thứ rồi nó đã mất 500-700 nghìn một năm một cây rồi. Thế mà được ra 20 quả thì mà giá 50 nghìn, được triệu bạc thì cũng không có. Mà các bạn đã bán được 20 nghìn thì không đủ tiền công. Đấy. Bán bạn 15 nghìn nữa còn không đủ công nữa. Thế này, trừ ra thả cỏ thôi. Mà thả cỏ cây sớm lúc bụi đã đun. Nói chuyện mình chia sẻ bạn là mình phải có cây tư duy thay thế. Cho nên hôm nay mình chia sẻ một cái video nó rất đơn giản nhưng mà nó cũng là một cái rất là đau đầu của nhiều nhà vườn làm vườn, cũng điện cho mình và ở quê mình. Lúc các bạn đồng rồng bưởi tơ nó đang ra quả thì nó chưa bị gặp ở đấy, các bạn chưa lo đâu. Nhưng mà cái bưởi mà nó tầm trên 20 năm rồi, nó là một bài toán chúng ta phải suy nghĩ. Nuôi ta bỏ một cây bưởi già ta rất tiếc, nhưng chúng ta phải có tư duy. Tư duy là ta phải cải tạo nó bộ rễ, nhưng không cải tạo được rồi thì ta phải cắt giật cành để cho nó gom cây lại, nó gọn cây lại và nó có lực hơn, nó tập trung lực hơn, nó bật lộc mới, nó ra lộc mới, nó trẻ hóa cây hơn. Đấy. Có như bác Tân mình nói là bác đã đặt 2 lần, nhưng bác vẫn phải sơ cua. Bởi vì nó cũng nên bật ra, nhưng mà cây yếu nó bật được không lộc nhiều đâu. Nó cũng ra được không được nhiều đâu. Đấy, còn một số cây khỏe thì như vừa rồi em cháu Tùng cháu đi sang bên Đông Anh mình, trước mình quay video vườn mới đấy, thì em cũng cắt giật cuối Tết những cây nó còn khỏe. Thế là bác em mới bón 4-5 cân NPK cuối năm thì nó bật rất nhiều lộc. Đấy, nhưng mà lộc bác em mới bón lại quả nó to quá, trong cuối năm nay bác em vừa lên chơi thăm bảo quả to quá chú ạ, cháu cắt giật nó phát lộc cho bón ăn lộc. Đấy, cuối đấy là một cách trẻ hóa cây, nhưng mà bón quá mức cây nó còn khỏe nó vẫn bật được. Nhưng cây già bón cũng không bật được mấy bạn, nó sẽ đã kém bộ rễ rồi thì ta phải thay thế. Đấy, cho nên là tùy cái mà mình có thể áp dụng được ta áp dụng, còn không được ta phải thay đổi phương án ngay. Ví dụ phương án mà nó cắt giật mà nó không ra được lộc, chăm sóc mà bón tưới nó không được lộc đúng mùa đúng các thứ để tưới ẩm cho nó, bón phân bón mà không được lộc hoặc lộc ít, nó cũng ra được vài quả như hàng xóm mình lại đào lên rồi cũng không phát triển được, thì chúng ta phải tư duy, bởi vì nó đã cỗi rồi, nó không còn cái sức sống nữa thì ta phải thay cây tơ. Cây tơ thì chúng ta có thể là để kéo rất ngắn thời gian cho phát triển, thì chúng ta nên tranh thủ, mình nói các video trước đấy là ta nên chiết hoặc ta bắt mắt chẳng hạn, thì ta có những cây sơ cua sẵn trong vườn, ta dâm ở chỗ nào quang hoặc giáp dạng rào, xong đến lúc khi mà cây nó yếu quá ta đã bứng bỏ, ta đào thay thế luôn, thì ta cho vôi bột xuống dưới, ta nấp lên trên để diệt cái nấm bệnh đấy, xong ta rồng nổi luôn. Đấy là mình chia sẻ các vùng đồng bằng này là như thế. Còn vùng núi thì các bạn nó độ khô nó cao thì ta có thể rồng bằng mặt luống để cho nó giữ cây, nó bão nó gió nó đỡ đổ,
Thế là mình chia sẻ cùng các bạn một số cái kinh nghiệm như thế. Bởi vì nhiều bà con các bạn cũng điện cho mình, vì năm nay bị bão nhiều, mưa nhiều, nhất sau bão cơn bão số 3 thì cái rễ tôm năm nay nhiều nhà bị hỏng. Đấy, nhà mình phải đào mất 3 cây. Các bạn nhé, mình đào 3 cây, 3 cây tiếp các bạn, nhưng vẫn phải đào để thay thế cây mới vì mình đã bao giờ có bài sơ cua rồi. Nên mình rồng cạnh hoặc mình chiết năm nào phòng, rồi mình chiết phòng 4-50 cành nữa. Chiết phòng để những năm tới mình biết là nó có thể là nó xuống cấp dần cả vườn, thì mình đã có cái thay thế luôn, không phải chờ đến lúc cái nó hỏng rồi thì ta mới đi mua cây giống, lúc cái ta giống cho mình chuẩn mà lại không đi không tận dụng được lại, lúc ý chết hết rồi ta đi mua rất dở. Và 4-5 năm nữa nó mà cứ sai quả đều như năm nào cũng thế rồi thì cái lượng cành nó càng ngày càng cụt đi, bởi vì nó không ra được cành. Mình chăm sóc bón thế nào cũng ra cành, nếu bón nhiều quá hầu quá thì có bưởi rễ to này không ngon được. Cho nên mình phải kiểm soát nó hợp lý, chỉ có lúc là sau thu hoạch thì chúng ta bón thoải mái thôi để cho nó bật nọc, tăng lượng đạm lên, tăng lượng nân lên, tăng lượng tưới ẩm và các phân hữu cơ lên để cho nó trẻ hóa cây. Nhưng mà cây già nó cũng không được ra nhiều như các cây bưởi tơ đâu. Các bưởi tơ các bạn bón một tí nặng tay cái là mai nó nọc nó tua tủa lên, nhưng bưởi già nó cũng không ra được nhiều. Và cho nên mình chia sẻ bạn, cho nên chúng ta phải có một tư duy phòng trước, phòng trước sơ cua trước. Ta phòng trong vườn mình một số cây bưởi, ta chiết cành cây nó tơ, ta dầm vào chỗ quang. Hoặc là có thể các bạn làm không rồng giáp gốc thì các bạn rồng giữa hai cây, nó có ánh sáng quang các bạn rồng đấy, sau các bạn thu gọn của hai cây dần nếu cây già. Đấy là cũng một phương án, thì cồng ở giữa. Ví dụ các bạn đang rồng là 4m, 5m cây, các bạn rồng cây bánh tè, cây tơ mới chiết nhâm dầm, các bạn chiết rồng vào giữa. Sau đấy là cây nào yếu thì mình cứ giật dần để cho nó gom cây nó khỏe, và cây nó chỉ 20-30 quả đấy thì nó đủ cái phân bón nó nuôi cho cây tơ kia, thì mình không phải trong quá trình mình chăm sóc đến lúc khai thác là mình không phải bỏ tiền túi. Còn cây nào kém quá là mình bỏ luôn để mình rồng trực tiếp vào gốc chẳng hạn. Còn có thì cứ có thể rồng cách gốc 50 phân, ta giật đều một chiều để cho nó sau này cũng phân tán đều. Hai là có thể các bạn rồng ở giữa khoảng cách của hai cây đấy, ví dụ 4m ta rồng giữa thì sau này hai cây ta bỏ ra thì cây bên kia cây này nó cũng cách nhau 4m. Đây là một cách mà mình chia sẻ với các bạn luôn. Bởi vì trong quá trình bưởi thì chúng ta mình nói nãy á, ta rồng ta trồng đầu năm, trồng những quá trình đầu năm đầu tiên ấy thì nó khỏe, cây nó nhiều cành, nó nhiều cái mắt để nó ra hoa. Nhưng nếu chúng ta khai thác năm nào cũng biết cách kỹ thuật tốt rồi, các bạn nhé, kỹ thuật các bạn đã làm tốt rồi, các bạn làm nó biết đậu quả rồi, chăm sóc nó ngon rồi, bón nó ngon rồi, cây nó năm nào nó cũng ra quả rồi, thì chắc chắn một thời gian nhất định là cây sẽ không có ra được nhiều quả nữa. Vì không phải là mình không chăm sóc tốt mà nó không có cành để ra hoa ra quả. Chính vì vậy là chúng ta phải làm trẻ hóa, mình nói này là chúng ta phải cắt giật dần để cho nó tập trung lực, để nó không phải nuôi những cành báo cô, những cành mà nó không có quả mà nó cứ dài phọt lên trên cao đó thì nó sẽ bị giảm dinh dưỡng ở dưới, thì ta có thể hạ ngọn bớt hoặc ta cắt giật dần để cho nó tập trung lực, nó nuôi quả nó ra nọc mới. Nhưng nếu cây nọc nó kém quá nó không ra được thì chúng ta phải biết là cây nó yếu, hàng năm nó không kinh thế thì ta phải có cây sơ cua bên cạnh. Một là cách mình nói này là cách gốc 50 phân, 50-60 phân là rồng thế là rồng nổi luôn. Hai là có thể các bạn rồng ở giữa của hai cây, sau chúng ta bỏ hai cây đấy thì cứ cây nọ cây kia vẫn cách khoảng cách đều như thế. Tức là mình phải thay thế vì nó có tuổi của nó có hạn của nó chứ không phải nó mãi mãi. Nó còn do phụ thuộc bão mưa, thời tiết, sâu bệnh và chăm sóc. Thế chúng ta muốn làm ngọt chúng ta dùng vô cơ nó ít nhiều cũng tổn thương dễ. Như chúng ta bón cani các bạn mà bón không ít nhiều, các bạn bón nhiều quá là nó cũng hỏng dễ. Thế nên cái bài mình đã chia sẻ là bón cani mình nói lại bón chia nhỏ ra để cho đỡ bụng dễ. Nhưng mà do nó còn trũng, nó mưa như nhà mình này, cứ động mưa phát để vắc máy đi ta. Đấy. Không bỏ được, cứ mưa phải rắc, đang mưa phải vắc máy ra để che ạ, mưa cho máy nó chạy nước. Vì có nó ngập trong vòng một đêm cái là cái rễ mai nó đã nấm hoặc nó tổn thương, khí khổng nó bị bịt hết rồi là ém khí nó làm cho ảnh hưởng vi sinh vật có lợi nó cũng chết, thì rễ nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Các vi sinh vật lợi nó chết hết thì rễ nó cũng thối dần dần hỏng. Cho nên là mình đây là đã lâu mà mình cũng cái bài đấy là mình đã rút kinh nghiệm từ nhiều năm, và năm nay cũng trao đổi nhiều bác đi gặp. Hôm qua mình đi sang bên đồng có chút việc cũng gặp bác Tân là làm người cây, bác cũng an toàn 5.000 quả. Bác cũng chia sẻ là đấy, bác rồng thế chung quanh vườn và bác ấy rất cắt giật 2 lần rồi. Và như bác kỳ điện cho mình thì mình nói bác là tiên rồng nổi luôn, rồng không phải đậm bứng cái nữa, như vì hàng xóm đã bứng lên rồi. Nếu bưởi chung chung, bưởi tơ bứng lên thì không sao, thì nó còn khỏe để nó còn phát triển, nó còn ra rễ, nó ra đâm chồi nảy nọc. Nhưng cái bưởi già bứng lên rồi nó cũng mất mấy năm rồi mà nó ra lượng quả, nếu để ít quả thì quả to mà nhiều quả nó chưa có cành thì cũng không kinh thế. Thì mình và bác là tốt nhất ta vẫn để cây già đấy, ta khai thác, ta chăm sóc nó, cắt giật tán dần và rồng khế thế cây bên cạnh, tranh thủ chiết rồng thế cây bên cạnh. Sau đấy khai thác vài năm, 5 năm, 3 năm nữa là nó thấy không ok thì ta bỏ cây già, cắt bằng mặt là nó cũng chết. Đó là mình chia sẻ một cách bạn các bạn này, một cái câu chuyện hôm nay là như thế. Nó cũng đã gần 20 phút rồi, tức là nó rất bức xúc trong cái quá trình mà mình đã làm khoảng tầm cây bưởi già
và rất nhiều bà con đều dính vào tình trạng đấy, và nhiều bà con cũng trao đổi trong xã, trong huyện, trong khu vực này đã gọi điện đến cho mình và gặp mình, như bác Kỳ mời mình sang, bác cũng trao đổi. Hôm qua mình đi công việc thì bác Tân cũng, mình nói chuyện với bác cũng chuyện mấy lần, trong cả đám cưới gặp bác nữa, và thằng bạn mình đi gặp bạn mình cũng thế, thì đều có cách là phải sơ cua. Còn các bác anh em đây họ cũng dùng các loại phân bón tốt, loại nào cũng dám dùng rồi, bởi vì là sao ạ, bởi vì quả bưởi họ kinh tế thì họ dám đầu tư những phân bón đắt, nhưng nhiều lúc phân bón cũng không giải quyết được, thì chúng ta phải tư duy thay đổi, ta thay đổi, ta dùng thay thế cây để phụ trợ dần, để cho nó thay thế, khi cây già là nó không hiệu quả kinh tế là ta phải bỏ không tiếc. Thì lúc ý cây bưởi tơ nó đã bằng cổ tay cổ chân rồi, thì lúc ý là mình đã rút ngắn thời gian rồi, còn lúc đó nó hỏng rồi chúng ta mới thay thì chắc chắn là nó dùng từ lúc mới thì nó lại mất 5-7 năm, thì nó mất thời gian rất nhiều. Mà thời gian là quan trọng, cuộc đời mình chỉ có vài chục năm mà chúng ta 2-3 lần đằn đi dùng lại thì mất hết cả cái giá trị rồi, cho nên ta phải cướp ngắn thời gian ra, làm sao ta trồng thế hoặc ta dầm dần. Đó là một cái bài mà mình chia sẻ với các bạn, vậy video của mình như vậy thôi. Và các bạn trong quá trình này thì cũng mấy vài cây new nhắn gửi cho các bạn nữa, là các bạn để ý cho mình những cây bưởi nào mà các bạn đang còn bọc quả thì các bạn nên bỏ ra để cho nó phơi nắng, nó mới đủ nắng, nó mới ngọt bưởi, vì trong nắng nó có nhiều chất, nó làm tạo cho quả bưởi nó chắc, săn chắc hơn, nó ngọt hơn. Hai nữa là nó có những cái quả bưởi tơ mà sau khi mưa lũ rồi nó ra thì các bạn cũng nên cắt bỏ, này mình cũng mang kéo ra mình cắt bỏ những cái cành đấy. Đó, để mình cũng chia sẻ các bạn là như thế. Thế còn cái thứ nữa là để ruồi vàng và kiểm tra lượng ngọt của bưởi, nếu mà chưa ok thì các bạn cũng phải tưới cani bón cho nó. Nhưng mà các bạn nhớ là theo phương pháp của mình là tưới chia nhỏ ra để cho nó đỡ bị tổn rễ, mà cái tuổi thọ cây nó kéo dài hơn. Bây giờ mình sẽ quay qua các bạn xem cái cây bưởi mình cắt giật thì nó cũng ra, nhưng nếu mà trong quá trình mà nó không ok, năm tới nó không ok, chăm sóc không ok thì mình cũng phải đào và mình dùng cây mới. Để mình quay cho bạn xem cây bưởi mà mình đã cắt giật thì nó đang bật nộc, và mình không để nuôi quả còn một quả duy nhất thôi, mình để quả con thôi. Đây mình quay cho mình các bạn là cái bưởi mình, cái này nó bị kém này. Cái này thì mình đã cắt giật để cho nó trẻ hóa cây từ tháng sau khi bão này các bạn, sau cơn bão số 3 này mình thấy nó yếu quá, mình suy yếu, mình cắt giật đây. Thì mình để đây, sau khi mình chăm sóc thì nó cũng bắt đầu ra được một số lộc các bạn. Ra lộc và có cái lộc bật cả bật hoa này. Đấy, nhưng mà lộc nó không dài các bạn nhé. Khi lộc nó ra rồi nhưng mà nó ra nó không được dẹp đâu. Cây nó đã yếu rồi các bạn, đây nó cũng ra, mình muốn trẻ hóa. Nó cũng trẻ hóa, chăm nó cũng bón cả hữu cơ thứ đấy, bón rất tốt. Nhưng mà cái lượng của nó hầu như là nó cũng không ăn thua. Đấy, ra nó bẩm của nó không được đẹp nữa. Đấy, nó cũng ra bật độc, mình cũng ra khảo nghiệm thôi. Còn một số các bác cũng làm, mình nói là các bác trong xã mình là cũng cắt giật rồi, cũng có trường hợp là phải thay thế rồi các bạn, phải dùng sơ cua rồi. Đây mình cũng chỉ làm khảo nghiệm để thế này thôi, để xem nào. Chứ còn nếu mà nó tình huống mà nó không ra được lộc dài, mà mình bón chăm sóc tốt cho nó mà nó không lên được, mà cái hiệu quả nó không có thì phải thay thế các bạn nhé, không tiếc được đâu. Đây quả bưởi của nó đây, mình để mình làm quay phim cho các bạn đây. Nó chỉ bằng này đây, nó không, nó ngon lắm nhưng mà nó không kinh tế nữa. Cho nên mà mình nếu cứ để cái tình trạng này mà mình cắt giật rồi, mình chăm sóc rồi để cho nó trẻ hóa cây mà không được thì bắt buộc là phải thay đổi. Đấy, còn cắt thì các bạn có thể là giờ sau cây yếu, cái tháng 8, 9, tháng âm lịch này nó mát rồi là mình là cắt được rồi, cắt giật được rồi các bạn nhé. Còn cái cây mà cắt này nó khác với các cây bưởi sau thu hoạch các bạn nhé. Cây bưởi sau thu hoạch mà cây khỏe các bạn mà cắt sớm thì nó cũng không tốt. Đây mình chia sẻ thêm một chút các bạn về vấn đề này. Cắt sớm quá nhiều bạn cắt từ tháng 10 thì nó lại bật nộc lên nhá. Cắt cành cái nộc của nó bật nộc lên thì nó lại phân, nó lại làm cho bưởi nó sẽ không phân hóa được mầm hoa. Đấy các bạn nhé, mình chia sẻ các bạn. Còn cây bưởi già yếu thì mình cắt được thôi. Kể cả sau khi thu hoạch các bạn mà cây nào nó già yếu quá thì mình cắt sớm được. Nó không bật được lộc đâu. Nhưng mà cây khỏe mà các bạn từ tháng 10 một số các bạn cắt là nó sẽ nảy nọc. Thế là mình chia sẻ thêm một cái vấn đề đấy. Cho nên mình quay lại cái vấn đề chủ đề hôm nay, là cái chủ đề mình nói là những cây yếu thì các bạn nên sơ cua, ta nên chiết, ta nên dâm dần. Một là bên cạnh những cây yếu như nãy, cách 50 phân hoặc ta dùng ở giữa. Đó, để cho nó khi mà nó kém quá mà mình cắt giật rồi mà nó không ra được quả mới, ít quả thì người ta bỏ cây giữa luôn. Còn nếu mà nó ra được 20-30 quả thì nó cũng đủ phân bón, mình nói lại để phân bón đủ thuốc bảo vệ thực vật, đủ công mình thuê. Mình không phải bỏ tiền túi ra để nuôi trong quá trình mà nó như vậy. Còn trong quá trình mà bưởi nó đang phát triển tốt, nó đang ở giai đoạn mà bưởi tầm trung trung, tầm 7-8 năm, 10 năm, hơn 10 năm thì nó chưa có vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Thì toàn có cây nó hỏng thôi, nó bị sâu thôi. Còn hầu như là bưởi mà tầm 20 năm hoặc gần 20 năm hoặc trên 20 năm mà các nhà bác nào mà làm đều sai quả hàng năm thì chắc chắn là độ nộc non nó không có. Đây mình lại nói lại một vấn đề nữa cho bọn ấy. Thì chúng ta phải chăm sóc tốt và lấy cái thấy cảm giác nó không ok kinh tế, nó rất ngon nhưng mà nó không kinh tế thì chúng ta phải nên sơ cua dần, ta chiết dần hoặc ta bắn mắt tùy.
chiết dần, ta dâm vào những chỗ khe dạng rào khu vực nào đấy, nó cho thoáng trống, hoặc ta dùng vào cách gốc những cây yếu như thế đấy, khoảng tầm 50 phân, hoặc là ta có thể dùng giữa hai cây, sau đó chúng ta bỏ cái cây hai cây ra thì cây lại lọ cách cây kia vẫn khoảng cách như nhau. Ví dụ ta dùng 5 mét thì ta dùng ở giữa thì nó 2 mét rưỡi, sau đó ta bỏ hai cây thì cây bỏ cái giữa thì nó vẫn cách cây bên kia nó là 5 mét, mà nếu để dùng 4 mét thì nó vẫn là 4 mét. Còn nếu chúng ta rất giật 50 phân giáp gốc thì nó sẽ một bên sẽ bị thừa rộng, một bên là cuối luống nó sẽ thu lại vì mình giật vừa một chiều mà. Đấy, nhưng mà bắt buộc phải tùy thôi, có cây mà nó vẫn khai thác khỏe những cây này thì không thay thế vội, nó vẫn có kinh tế. Thế sau mình hoặc một số cây nó vẫn kinh tế thì ta không cần dùng kèm vội, ta dùng ở ngoài. À, ta dùng ngoài hoặc là cây mà thấy nó suy yếu dần mà sắp sửa phải 5-7 năm mà phải thay thì chúng ta phải tư duy cây luôn. Biết là cây này nó chỉ tầm 5 năm nữa là nó không kinh tế nữa thì chúng ta phải dâm dần từ bây giờ. Bởi vì chúng ta dâm được 3 năm chúng ta dồng vào thêm 3 năm nữa là nó được 6 năm rồi, nó cướp thời gian rồi. Còn nếu chúng ta mà lúc ý mới hỏng chúng ta dồng thì chúng ta bị mất 5 năm. Mất 5 năm lại từ đầu. Còn thà ta dâm, ta cách trông nó, ta nhìn nó, khả năng cây của mình là 5 năm nữa là nó sẽ cỗi, nó sẽ kém kinh tế thì chúng ta phải dồng ngay từ bây giờ. Các bạn nhé, dồng ngay giờ, dồng vào giữa thì nó được 2 năm 3 năm rồi thì lúc ta giật cái cây kia nó thu lại 2 3 năm nữa là ta phá bỏ cái cây già đấy này. Là có thu nhập luôn rồi, nó sang năm thứ 6, thứ 7 rồi. Còn nếu mà 5 năm chúng ta mới lại trồng lại thì sau thấy cây nó chết rồi ta mới trồng lại thì chúng ta bị mất 5 năm phí thời gian. Cho nên các bạn nên tranh thủ chiết dâm dần. Ta sơ cua trong vườn nhà ai cũng nên có. Nếu như cây bưởi mà mình nó có tương lai nó sẽ đi xuống lâu dài. Bởi vì trồng mãi nó phải kiệt, khai thác mãi nó cũng kiệt yếu. Thì chúng ta phải có tư duy được thì chúng ta cướp được thời gian 5 năm. Ta tranh thủ 5-7 năm là chúng ta sẽ được thành công rồi. Như ta dồng ra 2-3 năm là nó có quả. Năm thứ 3 có khi là bưởi mình dồng năm thứ 3 bưởi ghép cành, bưởi chiết cành là năm thứ 3 là có quả rồi nếu chăm sóc tốt. Nếu nó quang là chăm sóc tốt. Còn nếu năm thứ 6 là cây nó đã có thu hoạch 5-70 quả, 100 quả rồi thì nó bán 30-3 năm thôi nó cũng đã được có tiền để mình nuôi rồi. Còn nếu mà cứ cây cũ mà nuôi có thể bán 50.000 nhưng mà nó chỉ được 20-30 quả thì không kinh tế. Đấy mình nói là vấn đề cho nên mình chia sẻ lại, mình quay lại cái vấn đề cái cây vừa rồi mình cắt giật cho các bạn này. Chúng ta tư duy. Còn chúng ta mà cứ nuôi nó quả nó cũng nhỏ mà nó không nhiều quả. Còn cái quả to số 1 nó chỉ được 20-30 quả thì cũng không kinh tế các bạn nhé. Nhưng mà vẫn có nó để nó có thương hiệu để mình bán được cái giá bưởi nào à bưởi mình nó ngon thôi. Nhưng mà như thế nó cũng không kinh tế bằng chúng ta bán 30-35 hoặc 25-30 mà cây bưởi nó 100-200 quả thì vẫn có kinh tế. Nó vẫn có đủ phân bón đủ tự nhiên mà nó còn dư ra để mình đúc túi. Thì mình làm việc khác. Chứ còn nếu mà chúng ta mà ngon thật nhưng mà cây bưởi nó không sai quả thì chúng ta cũng không thua. Thì một năm ta bón nhiều phân bón quá vì nó cỗi càng bón nhiều thì nó cũng tốn tiền. Cho nên cây nó khỏe thì bón đơn giản lắm các bạn. Cây nó khỏe rồi thì chăm sóc rất đơn giản, vừa bón ít mà vẫn có sai quả. Còn cây bưởi già thì chúng ta chăm rất vất, cực kỳ vất những cây bưởi già yếu. Nên cái bưởi cho nên các bạn nên lưu ý chỗ này. Nên là mình chia sẻ một cái vấn đề hôm nay nó cũng đã hơn 20 phút rồi. Nó rất đơn giản nhưng mà mấy hôm nay bà con cũng gọi điện rồi mình cũng đi tham khảo cũng làm trách nhiệm. Từ xưa nay mình đều phải làm sơ cua. Đấy, vì trong quá trình khai thác thì không bao giờ mà tránh được cây nó bị yếu. Tất nhiên nó không bao giờ bị cả vườn, có thể trong vườn nó có vài cây nhưng mà chúng ta phải có tư duy thay đổi. Ta nhìn thấy cái vườn bưởi mình nó 5 năm nữa, 5 6 năm nữa mà nó sẽ không kinh tế thì chúng ta phải nhân bản từ bây giờ. Ta dầm nó vào hoặc ta dồng vào chỗ nào đấy nó trống trong cái lúc cái nào nó yếu ta bứng thay thế vào đấy luôn. Hai là chúng ta có thể là ta dồng cách gốc 50 phân như là mình nói nãy hoặc là dồng giữa của hai cây đấy. Xong ta cứ thu gọn hai cây kia dần, tán dần thu tán dần để cho nó trẻ hóa cây. Nó đủ cái dính đó đủ tiền để nuôi cái cây tơ này. Đến năm thứ 6 là mình đã có thu hoạch. À, nó sẽ sai quả. Có thể 100-200 quả nếu cây năm thứ 6 thứ 7 mà tốt thì nó có thể 100-100. Thì lúc ấy mình bán nó cũng được giá hoặc là nó cũng nhiều quả hơn. Có thể nó không được tắt bằng cái bưởi đỏ, bưởi già nhưng mà nó có cái kinh tế hơn, nó sẽ có thu nhập hơn. Còn nếu chúng ta mà cứ tiếc nó, chúng ta cứ nấn níu nó vì nó ngon, thấy nó đấy mà quả nó bằng nắm đấm rồi thì cũng không có kinh tế đâu. Đây mình quay vừa rồi để quả một quả để mình quay cho các bạn. Nếu cây nó yếu quả nó chỉ săn săn thế thôi. Đấy như này. Mà chúng ta lại bưởi diễn mà chúng ta làm ngọt thì chúng ta mà bón mạnh quá thì nó lại không ngon. Mà bón không bón đủ ổn định thì nó lại không có lộc. Đó cho nên các bạn ơi, mà cái lộc mình cho giai đoạn nào phải quan trọng, nãy mình nói là phải cho ra lúc và sau khi thu hoạch. Phải hồi cây. Ví dụ cây già yếu ta phục hồi sớm một chút, nhưng cây mà nó khỏe thì ta để cho nó phân hóa mầm hoa. Đây mình chia sẻ các bạn để nó là một cái quá trình. À, vậy còn nếu mà chúng ta chăm sóc tốt thì cuối năm mình có các video tiếp để cho sau thu hoạch tiếp các bạn. Và bây giờ là cái video năm nay mình chia sẻ đã trên 20 phút cũng khá dài. Chia sẻ vấn đề là chúng ta nên xử lý như nào những cây bưởi già yếu, nên thay thế, nên trồng mới hay là chúng ta làm như nào thì mình đã chia sẻ từ đầu video rồi. Số điện thoại của mình vẫn là 0973380995. Các bạn thì có thể liên lạc với số điện thoại của mình để gặp một số các bác anh em đi mua bưởi cũng sắp sửa thu hoạch và gặp được những nhà vườn khác chúng ta trao đổi kinh nghiệm một lần nữa. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại sau.